Ngày 16 tháng 8 năm 2021, máy ép chậm về Hải Phòng, hai thùng máy ép chậm ở nồi chiên không dầu. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành được, điện thoại 0949873111, xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Máy ép chậm chuyến thứ hai. Do dịch bệnh, tình hình vận chuyển hàng hóa khó khăn thì mong các bác thông cảm nếu hàng có chậm trễ. Dịch bệnh bây giờ vận chuyển rất là khó khăn. Hàng gửi đều phải đi gửi đêm mới có luồng xanh. Còn ban ngày thì không gửi được hàng. Và giá cước bây giờ là cước gửi hàng lên rất là cao. Mong các bác hết sức thông cảm.